ty nào chứ? Mình đến từ công ty nào? Kim Sơn, bởi Kim Sơn. Kim Sơn. À, không biết là chú thấy sử dụng máy và dịch vụ bên con như thế nào không? Nói chung là dịch vụ bên đây, cái phong cách làm việc rất là tốt. Dạ, dạ, cảm ơn. Thì trong quá trình sử dụng máy, chú có gì mà không hài lòng hay gì? Khả năng bên con để bên con sửa chữa và phục vụ chú tốt hơn. Chú có điều gì muốn nói bên con hay? Không, nói chung bên đây chú lên một lần thôi, chú rất là thích. Dạ, dạ. Nên chú nói là khi mà chú lên mà chú thấy phong cách làm việc thôi. Dạ. Là chú biết bên đây làm ăn sao rồi. Dạ, dạ. Nên thành ra chú nên ban đầu chú nói là cái tiền bạc không thành vấn đề, chủ yếu là cái dịch vụ. Dạ, dạ. Khi mình làm nó có uy tín hay không thôi, chứ không phải là phải chậm gì có vấn đề tiền nhiều hay là tiền ít, mắc hay là rẻ. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Thì con ngựa này chút xíu ấy chú. Cảm ơn. Khi mà sau này trong quá trình sử dụng á, không có gì mà có thắc mắc nữa, cứ liên hệ bên con để bên con hỗ trợ. Dạ. Tốt nhất.